Chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu một cái bài tập tiếp theo trong cái loạt bài tập về lốp và bulin. Trong bài tập này thì chúng ta sẽ tiến hành vẽ một chiếc ghế dựa. Ở đây thì chúng ta sẽ nói đến cái lệnh lốp nhiều nhất. Thứ nhất là các bạn thấy cái khung ghế. Khung ghế chúng ta sẽ luồn một xếp tiết diện, đó là một cái hình chữ nhật bo góc, một cái rectangle bo góc với một cái cung. Mỗi cung hình dáng như thế này. Và dĩ nhiên hình dáng như thế này rất là đặc biệt. Các bạn có thể vẽ bắt đầu từ một cái hình bo góc như thế này trong vùng nhìn lép, phải không ạ? Từ bên trái nhìn qua có phải là các bạn thấy rất là rõ ràng cái khung này, phải không ạ? Cho nên là chúng ta sẽ bắt đầu từ vùng nhìn lép. Chúng ta sẽ vẽ một cái khung hình chữ nhật. Sau đó chúng ta áp cho nó một cái lệnh Edit Spline để chúng ta truy cập đối tượng thứ cấp. Và chúng ta chọn cấp độ là Segment. Chúng ta sẽ cắt bỏ những cái segment ở bên trái này đi. Cắt bỏ những cái phần ở bên ngoài này đi. Và chúng ta còn lại cái khung này. Sau đó chúng ta sẽ vẽ vào một cái hình chữ nhật bo góc là rất là nhỏ thôi, bằng với cái xếp tiết diện của cái hình này. Sau đó chúng ta dùng lệnh lốp để chúng ta luồn cái xếp tiết diện đó vào đây. Được không ạ? Và sau đó thì chúng ta copy nó sang bên đây một cái nữa. Còn cái phần đằng sau, các bạn thấy là cái ghế này nó có thể là tháo ráp được, cho nên là ở đây nó có một cái khớp. Cái khớp này chúng ta sẽ vẽ, các bạn xem là chúng ta nên vẽ cái khớp này ở vùng nhìn nào ạ? Vùng nhìn nào mà chúng ta có thể nhìn rõ đối tượng nhất, nhìn trực diện nhất với cái góc nhìn đó thì chúng ta sẽ sử dụng. Trong cái phần này thì các bạn có phải là nhìn từ trên nhìn xuống thì chúng ta thấy được cái đường này rõ nhất không ạ? Như vậy thì chúng ta sẽ chọn vùng nhìn top. Chúng ta sẽ đứng ở vùng nhìn top và chúng ta vẽ một cái hình chữ nhật bo góc, một cái rectangle, có cái brownish, tức là nó có góc bo. Và chúng ta cũng sẽ áp cho nó một cái lệnh là Edit Line. Sau đó chúng ta sẽ xóa bỏ cái phần bên ngoài đi, chừa lại đúng ngay cái khung này thôi. Một lần nữa chúng ta cũng sẽ tạo ra đây một cái shape tiết diện, đó là một cái hình rectangle bo góc, một cái hình chữ nhật bo góc. Với cái kích thước của nó thì nhỏ hơn cái khung này một chút. Tại vì sao ạ? Tại vì các bạn thấy là cái khung này nó phải nhỏ hơn để nó mới có thể là đẩy vào khớp với cái mạng ở phía trước ha. Và chúng ta copy xuống bên dưới thêm một cái nữa. Như vậy thì chúng ta đã có được cái khung. Ở dưới đây các bạn có một cái khung bắt ngang nữa nè ha. Cái khung bắt ngang này thì chúng ta có thể làm đơn giản. Có thể vẽ bằng một cái chamfer box thì nó cũng có thể bo góc được. Tại nó thẳng thì nó đơn giản lắm. Hoặc là các bạn có thể vẽ một cái hình chữ nhật bo góc luôn ở trong vùng nhìn lép nè. Sau đó chúng ta extrude dài ra cũng được. Như vậy thì chúng ta đã hoàn tất được cái khung. Còn cái phần thân này phần thân này thì chúng ta phải làm sao? Phần thân này thì các bạn có thấy là cái góc nhìn này cũng lại là góc nhìn từ vùng nhìn lép ha. Cái phần biên này nè, vùng nhìn lép sẽ nhìn rõ nhất ha, rõ nhất. Cho nên tôi sẽ dùng công cụ line và tôi vẽ một cái đường trong vùng nhìn lép theo cái hình dáng này. Được không ạ? Chúng ta chọn cấp độ SP line ha. Sau đó chúng ta dùng lệnh outline để tạo ra thêm một đối tượng song song với nó ha. Sau đó chúng ta mới thay vì mình extrude, phải không ạ? Nếu mà extrude thì cái đường này nó rất là cứng. Rất là cứng. Cho nên mình không dùng lệnh extrude. Chúng ta sẽ dùng lệnh bevel. Lệnh bevel tức là chúng ta có thể phát cạnh 3 cấp độ. Phát cạnh 3 cấp độ. Level 1, level 2 và level 3. Cho nên là chúng ta sẽ phát cạnh. Chúng ta cho nó đẩy mặt qua bên đây. Chúng ta cũng sẽ chọn chức năng là level smooth across level. Tức là chúng ta chọn cái cấp độ là level mà nó trơn đó. Sau đó thường á thì chúng ta làm bevel một lúc từ đây qua đây thì nó sẽ không có, nó rất là khó ha, rất là khó điều chỉnh bên đây với bên đây nó đều. Cho nên muốn cho bên trái và bên phải nó cân đối và nó đều nhau thì chúng ta cần phải cắt phân nửa đi ha. Sau khi chúng ta làm cái đầu bên đây đẹp rồi, phải không ạ? Cái đầu bên đây chúng ta cảm thấy đẹp rồi, đầu bên đây chúng ta không quan tâm ha. Chúng ta có thể sử dụng công cụ slide, sử dụng lệnh slide trong cái modify đó. Chúng ta cắt phân nửa cái miếng nệm ngồi đi. Và sau đó chúng ta lập đối xứng và chúng ta connect, chúng ta nối lại.
chúng ta hàng hai đối tượng này lại thì nó sẽ bình thường ha, nó sẽ khớp và nó liền lạc rất là đẹp, đúng không ạ? Ha, đó là cái phần giới thiệu. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang cái phần minh họa ha, bước sang phần minh họa. Chúng ta mở 3D Max ha. Ở đây các bạn có thể là đưa ghế dựa này, đưa cái hình nó vào trong cái vùng nhìn này cũng được. Còn không thì chúng ta có thể chuyển qua lại chúng ta nhìn ha. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ vào đây một cái thân ghế. Và thân ghế này tôi sẽ làm trong vùng nhìn led. Tôi vẽ một cái rectangle, một cái hình chữ nhật bo góc, đúng không ạ? Cái thân ghế đó tôi ước lượng nó khoảng cỡ bao nhiêu đây, và tôi cho cái giá trị đó là corner radius, tức là nó hơi bo góc. Và tiếp theo thì tôi áp cho nó một cái lệnh là edit spline, chọn cấp độ segment, tôi xóa bỏ cái phần này đi. Như vậy thì tôi đã có được một thân, một cái khung của cái phần này rồi, phải không ạ? Bây giờ tiếp tục thì tôi sẽ tạo cho nó một cái shape tiết diện. Shape tiết diện tức là một cái đối tượng bằng shape mà chúng ta có thể luồn nó vào. Đó. Shape tiết diện này các bạn có thể cho hình dáng bất kỳ. Ha, ở đây tôi sử dụng cho nó một cái hình chữ nhật vuông góc thì nó mới giống như bài mẫu của mình ha. Nó hơi dẹp. Bây giờ tôi sẽ dùng lệnh lock ha vào nhánh create geometry. Và chúng ta có thể chọn cầm ba object, loft, get shape và lấy shape tiết diện vào. Hiện tại thì các bạn thấy là shape tiết diện của chúng ta nó nằm theo cái chiều này. Tức là cái bề ngang của nó thì nhỏ mà bề dày vô bên trong thì nó là nhiều. Cho nên tôi có thể thay đổi lại bằng cách là thay đổi kích thước. Ở đây các bạn thấy là 10-15 thì bây giờ chúng ta đổi là thành 15-10. Đó. Hoặc là chúng ta có thể xây shape tiết diện cũng được. Ở đây chúng ta cho nó là bằng 8 thôi cũng được ha, cho cái khung này nó được mỏng hơn một chút xíu. Như vậy thì sau khi có được một cái phần thân này, chúng ta bắt đầu bấm shift copy sang ha, tạo ra cái phần thân ghế bên kia ha, tức là một cái chỗ ngồi. Và bây giờ chúng ta sẽ tạo ra cho nó một cái khớp ha, khớp để nối. Như vậy thì tôi sẽ tạo ra đây một cái khớp, thì tôi sẽ vẽ trong vùng nhìn top là tốt nhất. Dùng công cụ Rectangle. Đó. Và tôi sẽ cho nó bo góc. Được không ạ? Sau đó tôi dùng cho nó một cái lệnh đó là Edit Spline. Đó, tôi xóa bỏ cái phần dưới này đi. Ha. Sau đó thì tôi sẽ vẽ vào đây một cái Rectangle mới. Hoặc là tôi có thể copy cái rectangle kia cũng được ha. Các bạn nhớ là hồi nãy nó là 10-15 ha, 8-15. Cho nên cái này tôi có thể cho nó là 14 và 7 ha, 7-14. Cho nó nhỏ hơn một chút. Được không ạ? Và tôi một lần nữa thì tôi cũng sẽ sử dụng lệnh lock, get shape và tôi lấy cái hình này vào. Nhìn trong vùng nhìn top và vùng nhìn front xem là đối tượng của mình nó như thế này nó có đúng chưa? Ha, nó không khớp. Như vậy thì ở đây chúng ta phải hoán đổi một lần nữa. Ha, hoán đổi một lần nữa. Như vậy thì các bạn so sánh xuống dưới đây. Nó đã nhỏ hơn rồi. Tuy nhiên nếu muốn nhỏ hơn nữa thì cứ giảm lại. 13. Cái này là 7 thôi ha. Thì các bạn thấy là nó đã nằm lọt ở bên trong đối tượng. Mà thậm chí các bạn muốn cho nó nhỏ hơn nữa cũng được. Quan sát cả vùng nhìn top lẫn vùng nhìn led thì chúng ta mới xem được nó có nằm gọn bên trong hay không. Như vậy thì tôi sẽ chọn cái shape tiết diện của mình đó, cái đường dẫn là tôi thu nhỏ lại bớt. Ở bên đây như thế này là vừa. Rồi, như vậy thì chúng ta đã có được cái khớp nối. Và chúng ta sẽ copy khớp nối từ trên đây xuống bên dưới. Được không ạ? Tôi sẽ copy khớp nối này.
Đó. Sau khi khớp nối của chúng ta đã hoàn thành, chúng ta mới vẽ tiếp vào đây một cái chỗ để gác cái phần nệm lên ha. Ở đây tôi sử dụng luôn cái rectangle ta đang làm ở bằng cái đối tượng này. Và tôi có thể bo góc đi một chút ha. Có thể bo góc đi một chút. Chúng ta dùng lệnh extrude để tạo khối. Extrude. Và khi mà tạo khối thì chúng ta quan sát trong vùng nhìn front ha, quan sát trong nhìn front thì các bạn sẽ thấy là đối tượng của chúng ta nó nằm vừa khớp với cái bài của mình. Và zoom lớn cái đối tượng này lên, chúng ta có thể cho nó lớn hơn tùy ý, nhưng mà miễn sao nó lọt ở trong cái khu vực này thôi, nằm gọn trong đây. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ vẽ một cái đường line làm cái phần ghế dựa ha. Chúng ta vẽ một cái đường line. Trong cái đường line này chúng ta sẽ xem là cái chiều cao của đối tượng, cái khoảng này với khoảng này bằng nhau, phải không ạ? Chúng ta sẽ vẽ lên đây chiều cao của đối tượng và chỗ chúng ta ngồi. Nó hơi cong xuống một chút. Như vậy thì chúng ta sẽ điều chỉnh lại. Được chưa ạ? Cái hướng của tay nắm này nó cũng rất là quan trọng ha. Nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần tiếp theo của mình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tạo ra một cái outline, tạo ra một cái đối tượng mới song song với nó. Trượt bảng lên và chúng ta sẽ chọn lệnh outline. Chọn lệnh outline. Chúng ta có thể đưa đối tượng này, đưa các cái xếp tiết diện của mình ra xa một chút để cho nó nằm khớp với cái bài của mình. Rồi sau khi chúng ta đã có được cái khung này rồi thì chúng ta bắt đầu mới dùng lệnh Pivot. Pivot để chúng ta tạo ra các xếp tiết diện. Và nếu như các bạn cẩn thận thì chúng ta có thể chỉnh tiếp mấy cái này lại nếu như muốn cho cái chỗ này nó có cái bề dày cao hơn. Ok. Tiếp tục chúng ta quay lại cái lệnh Pivot của mình. Pivot cấp 1 thì chúng ta sẽ cho nó Pivot về bên trái ha. Cho nó có cái độ dày ra một chút. Sau đó dùng Pivot cấp 2 cho nó đi thẳng ra ngoài đây. Thực ra chúng ta có thể làm phân nửa thôi cũng được. Chúng ta làm phân nửa cho nó đơn giản. Chúng ta sẽ chọn cái chức năng đó là Curve Size, cho nó tròn. Smooth Across Level. Và điều chỉnh lại, chúng ta điều chỉnh lại các cái giá trị của cái Pivot này. Đó. Các bạn điều chỉnh lại thì ở đây các bạn mới thấy là đối tượng của mình nó mới tròn ở góc. Đó, chúng ta có thể cho nó dày ra thêm. Tức là nó sẽ dày ra ở cái phần bên ngoài. Phần bên ngoài đây thì nó sẽ dày hơn phần bên trong. Được không ạ? Rồi, sau khi chúng ta đã có được cái phần này, chúng ta bắt đầu cắt bớt đi. Cắt bớt một phần đi bằng cách là chúng ta sẽ dùng cái chức năng là Slide. Ở đây các bạn có một cái lệnh đó là lệnh slide. Và cái slide này nó đi ngang chỗ nào nó sẽ cắt cái chỗ đó. Đó. Cái slide. Line plane của mình muốn cắt ở đâu thì chúng ta đặt cái vị trí tại vị trí đó. Đứng ở trong nhìn top thì chúng ta sẽ quan sát. Chúng ta muốn cắt tại vị trí nào. Được không ạ?
Và chúng ta sẽ chọn là remove bottom ha, remove bottom. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ lật đối xứng sang. Lật đối xứng nhưng mà chọn kiểu copy. Như vậy thì chúng ta sẽ đặt nó vào đây. Hai đối tượng này đặt sát vào nhau. Chúng ta có thể boolean lại cũng được, hay là chúng ta dùng lệnh connect cũng được. Nếu như dùng boolean ha, thì chúng ta sẽ chọn chức năng boolean dạng union. Đó. Thì hai đối tượng của chúng ta nó cũng sẽ được nối lại với nhau. Xin lỗi. Ở đây chúng ta đặt chưa có khớp. Đặt cho nó chồng lên nhau luôn. Và boolean union. Đó. Thì các bạn thấy đối tượng của chúng ta nó cũng sẽ được khớp lại với nhau. Và bây giờ các bạn nếu như mình thấy cái này nó hơi to, nó hơi rộng ra bên ngoài hơn, thì chúng ta có thể dùng lệnh scale thu nhỏ bớt lại. Đó. Chúng ta sẽ đưa nó vào bên trong. Được không ạ? Và như vậy thì các bạn quan sát ở đây ha, chúng ta đã có được một cái chiếc ghế theo ý của mình. Nếu như muốn cho cái chiếc ghế này nó cao toàn bộ, cao hơn chút, thì chúng ta có thể dùng cái lệnh scale để chúng ta scale lên ha. Và bước cuối cùng của chúng ta là áp chất liệu thôi. Chúng ta nếu mà như muốn giống như là cái bài mẫu của mình á, thì chúng ta sẽ áp chất liệu toàn bộ cái phần này cho cùng một chất liệu ha. Tạo độ bóng. Như vậy thì chúng ta kết thúc bài tập ở đây. Xin chào các bạn.